Như vậy gọi là tốc ly địa rồi. Chúng tôi xin giới thiệu trận thi đấu giải lèo 1 triệu đồng đánh 2 keo. Đô Huy của Bắc Linh mang khố đỏ xin giữ, gặp Đô Nam ở Hải Phòng mang khố xanh xin theo. Mai Đô vào giữa sới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh cho tay trống xe này. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Vâng, đề nghị bà con nhân dân thưởng cho hai đôi những tràng pháo tay thân lớn được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn nhân dân rất nhiều. Sau keo vật này sẽ là keo vật của giải trai làng. Và thôi, ngoài sới vật này sẽ là keo vật giải trai làng. Đô Lê Huy Hợp của xóm Bông xin giữ và đô Nguyễn Duy Hà của xóm Rừng xin theo. Và hai đôi chuẩn bị vào sới sau keo vật này. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu qua tiểu sử của Đô Nam Hải Phòng. Đô Nam Hải Phòng là một vận động viên vừa rồi tại SEA Games thứ 31 tổ chức tại nhà thi đấu Gia Lâm đã rất xuất sắc giành tấm huy chương vàng, cũng là tấm huy chương vàng SEA Games. Nhưng Đô Lam đã thắng vận động viên nhập tịch của Iran, nước chủ nhà Campuchia đã nhập tịch rất nhiều các vận động viên của Iran để đầu quân cho đội tuyển vật Campuchia. Đô Lam Hải Phòng đã rất xuất sắc giành tấm huy chương vàng thứ 16 cho đoàn thể thao Việt Nam và tấm huy chương vàng rất danh giá đó. Đô Lam đã giành 3 tấm huy chương vàng ở kỳ SEA Games trước cộng tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games thứ 31. Đô Lam là nhà vô địch của 4 kỳ SEA Games, hôm nay về tranh tài ở giải lèo trị giá 1 triệu đồng. Và Đô Huy đến từ xứ vật Quế Võ Bắc Ninh, cũng là một danh đô rất nổi tiếng của quê hương người con em Quế Võ. Hai đô cứ tiếp tục. Đô Huy ngoài biệt tài là một đô vật, Đô Huy còn kinh doanh thêm nè, đó là về nước giải khát. Đô Huy là giám đốc nhà máy bia tại quê hương Quế Võ Bắc Ninh. Hàng ngày Đô Huy đi sinh hoạt tập luyện, chiều về lại thẩm bia. Một đô chuyên sâu của nội dung vật dân tộc đó là đô khố đỏ, một đô chuyên sâu nội dung vật tự do. Đô Lam nhà vô địch của 4 kỳ SEA Games, liệu Đô Lam Hải Phòng và Đô Huy đô nào sẽ thắng thua ở keo vật này đây? Đây đều là những đô có tài, ngang tài ngang sức, kẻ năm nặng người nửa cân. Xin quý vị khán giả thưởng cho hai dân đô một tràng pháo tay để cổ vũ động viên cho tinh thần thi đấu của hai đô. Đô Lam đã lắm vào cú 3 của Đô Huy rồi, làm gì đây để nhấc nổi hai chân của Đô Huy lên. Đô Huy nặng 115 kg, mồ hôi cũng đã đổ rất trơn. Nếu thi đấu vật tự do, các vận động viên sẽ tính điểm. Nhưng thi đấu vật dân tộc không tính điểm. Thi đấu vật dân tộc chỉ một sơ sẩy nhỏ là có thể thua ngay, không có cơ hội để sửa sai. Thi đấu vật tự do, thi đấu vật cổ điển, không may bị đối phương lấy điểm, còn có cơ hội để gỡ được điểm. Vâng, có thể diễn ra thưởng cho hai đôi những tràng pháo tay thật lớn nào. Liên đô lan của chúng ta có thể để sử dụng miếng rất khổ cài chân được không?
Vâng, mời hai đội vào giữa sới đi. Trận đấu tiếp tục. Luật dân tộc sửa đổi bổ sung năm 2021 của Liên đoàn luật Việt Nam cho biết bộ môn luật dân tộc trên thảm luật bắt buộc các đôi phải ngồi hẳn, mà vừa thì phải vừa hẳn. Đấy là quy định luật mới nhất sửa đổi bổ sung của Liên đoàn luật Việt Nam năm 2021 được chính thức có hiệu lực và ban hành. Chính vì vậy mà tất cả các biến đánh của các đôi mà quá nhanh thì đều không có. Đây, cho nên chính vì vậy mà ban tổ chức chúng tôi sẽ nhìn quan sát, nếu mắc lừa mà nhanh quá chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ VAR để kiểm tra. Chúng tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ công bằng nhất cho các trận đấu về tham dự giải vật truyền thống khu phố Trang Việt Sơn Kim Bắc năm nay, để cho các đôi không sợ bị mình sở sử thua và thiệt thòi. Vâng, đề nghị bà con nhân dân cho một tràng pháo tay thật to cổ vũ cho hai đôi được không ạ? Vâng, chân thành cảm ơn những tràng pháo tay tuyệt vời của bà con, cô bác đã thưởng cho những danh đôi về tham dự giải vật truyền thống Xuân Quý Mão năm nay của khu phố Trang Liệt. Rất tuyệt vời. Rồi, như vậy gọi là túc ly địa rồi. Rồi, như vậy gọi là túc ly địa rồi. Túc địa ly, tuyệt vời. Mai đôi đứng giữa sới, chúng tôi xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Ở trận thi đấu vừa qua, đôi nam của Hải Phòng đã nhất thắng. Chúng tôi xin giới thiệu trận thi đấu giải nèo thường 1 triệu đánh 2 keo. Đôi nam của Hải Phòng mang khối xanh nhất thắng. Gặp đôi lực của Nghệ An mang khối đỏ xin theo. Mai đôi vào giữa sới. Vâng, đô lực khố đỏ, hai đô nghe hiệu lệnh cho tài chống làm thủ tục xe đài. Đô lực khố đỏ vừa chiều qua đã sảnh chân ở giải 2, xin bàn phá lèo thường chỉ đá 1 triệu đồng của đô nam Hải Phòng. Đô lực đến từ quê hương Nghệ An với những lối xe đài chèo thuyền ra khơi, quang trài, kéo lưới. Đây là những lối xe đài đặc trưng của các con vùng biển như Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An. Những động tác chèo thuyền ra khơi, những động tác gắn liền với những ngày lao động của con em quê hương vùng biển, những động tác quang trài kéo lưới rất mềm mại của đô lực. Đô lực cũng là một đô sẽ ban tổ chức tôi cũng như toàn thể nhân dân sẽ chấm cho đô lực là một đô cũng xe đài. Ngoài những động tác xe đài đúng, xe đài đẹp, còn phải là những động tác xe đài đúng. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Vâng, ban tổ chức chúng tôi có một cái giải xe đài đẹp trị giá 1 triệu đồng dành cho các quý đô về tham dự giải vật khu phố Trang Điệp, phường Trang Hạ năm nay. Chính vì vậy mà ban tổ chức chúng tôi rất mong rằng các quý đô về tham dự giải vật hãy cố gắng thể hiện màn xe đài đẹp nhất để được ban tổ chức cùng các cụ não niên của chúng tôi sẽ chấm và đưa vào vòng trong. Sau khi chấm được vào vòng trong, hai đô cứ tiếp tục, trọng tài cứ tiếp tục điều khiển. Trận đấu tiếp tục. Còn ban tổ chức chúng tôi xin thông báo là từ giờ đến 21 giờ tối ban tổ chức chúng tôi có rất nhiều các giải khác. Chính vì vậy mà toàn thể nhân dân hãy ngồi nguyên tại chỗ và điện thoại cho về. Bắt đầu, đô Lam Hải Phòng cố xanh nhất thắng, đô lực Nghệ An xin vào theo. Hai đô tiếp tục. Chiều ngày qua chúng tôi đã thông báo các đô về thi đấu hết hiệp thứ 8 sang hiệp thứ 9.
Vâng, trên cả tuyệt vời. Mai Đô đứng giữa sới, chúng tôi xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Ở trận thi đấu vừa qua, bằng điểm kỹ thuật cao của Đô Nam đã nhấc bổng Đô Lực lên khỏi sới tới gần 1 mét. Vâng, vì Đô Nam cũng cao khoảng độ gần 1m80. Vâng, Đô Lực cũng đã cao rồi mà Đô Nam còn cao hơn. Chính vì vậy mà Đô Nam vừa rồi đã thắng cuộc. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ngô Hữu Hưng, vâng, là thành viên ban tổ chức, lên trao phần thưởng 1 triệu đồng cho Đô Nam vừa thắng keo vật vừa qua. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Hữu Hưng, thành viên ban Thánh Tiết Lăng Quý Mão. Xin chúc mừng Đô Lam, xin chúc cho Đô Lam cùng đoàn.